Thứ bảy, 29 tháng 5, 5 giờ 54. Quá sớm cho một ngày thứ bảy. Hôm nay phải chuyển nhanh. À mà không phải chuyển nhanh, chuyển đúng giờ. Nhưng mà không có lán man liên miên được. Lát nữa mình phải chuyển xếp đi chợ. Thôi, làm luôn. Bắt đầu với 12 phút. Tiền. Hôm nay mình đang vội, nên là sẽ vào luôn để mở khớp. Ngày hôm nay đau hơn bình thường, không hiểu tại sao. Có những ngày thì cảm giác ngồi nó rất dễ chịu, có những ngày cảm giác ngồi thì nó đau. Mình đoán thôi, đoán thì hôm nay do đọc toàn tin tức trên mạng, xong rồi đầu óc nó bị sao nhãng dẫn đến là không được tập trung. Nói chung là hôm nay là một buổi thiền, có thể nói là đạt được mục tiêu là 5 phút 30 giây nhưng mình vẫn chưa thấy hài lòng. Ok, ngày mai cố gắng mục tiêu 6 phút. Hôm nay là chủ nhật, ngày cuối cùng của tuần thứ 3, 30 tháng 5, 7 giờ 08. Ngày mình dậy muộn tí, ngủ thêm một chút ngày cuối tuần. Chắc có lẽ là mình sẽ bắt đầu luôn. Mục tiêu của ngày hôm nay sẽ là 6 phút ngồi thiền tư thế kiết già. Hôm nay cũng là ngày cuối của tuần thứ 3, nên là mình sẽ muốn gộp hai bộ môn lại với nhau, ngồi tư thế kiết già và thiền. Mình sẽ bắt đầu luôn với bài tập mở khớp. Bây giờ mình sẽ vào tư thế kiết già 6 phút. Mình sẽ cố gắng chỉ tập trung vào suy nghĩ. Ok, vào bài, hoàn thành mục tiêu ngày hôm nay. Hoàn thành chỉ tiêu của ngày hôm nay và của tuần thứ 3. Về tư thế ngồi thiền kiết già với hiện tại 6 phút thì mình nghĩ tạm thời đang là ok. Tuần tới dự định mình sẽ cố gắng nâng thời gian lên. Mình chưa biết là bao nhiêu nhưng mình sẽ suy nghĩ vấn đề này. Về phần suy nghĩ trong lúc ngồi thiền thì mình nghĩ là mình sẽ phải đi tìm kiếm thêm xem có phương pháp nào, phương pháp khác giúp mình có thể
tập trung và suy nghĩ trong lúc ngồi thiền hơn không? Hiện tại mình đang sử dụng phương pháp đếm số, nhưng mình sẽ tham khảo thêm. Nếu có thì tuần tới mình sẽ thử nghiệm luôn. Chỉ tiêu của tuần này coi như là đã hoàn thành. Khá là vui vì mình đã ngồi được tư thế kiết già tận 6 phút. Chưa phải là nhiều nhưng nó đã là một bước tiến nhỏ. Vậy là được.